Con theo mẹ đi nhé. Go đi.
trung tâm ứng dụng app dẻo bằng lái xe chứng minh nhân dân, có app lát tích, bìa đỏ, giấy khai sinh, giấy khen, app chất lượng cao lấy ngay. Tôi chuyên cắt chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô, có cắt được các loại chìa khóa, app lát tích, bìa đỏ, giấy khai sinh, giấy khen, app chất lượng cao lấy ngay. Tôi chuyên cắt chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô, có cắt được các loại chìa khóa. Ai cắt chìa khóa đây? Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe, chất lát tích, bìa đỏ, giấy khai sinh, giấy khen, ép chất lượng cao lấy ngay. Tôi chuyên cắt chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ. Có cắt được các loại chìa khóa. Ai cắt chìa khóa đây? Trung tâm ứng dụng công khóa xe máy, khóa ô tô. Có cắt được các loại chìa khóa. Ai cắt chìa khóa đây? Trung tâm khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô. Có cắt được các loại chìa khóa. Ai cắt chìa khóa đây? Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe chứng minh nhân dân, có ép lát tích, bìa đỏ, giấy khai sinh, giấy khen, ép chất lượng cao lấy ngay. Tôi chuyên cắt chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô. Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe chứng minh nhân dân, có ép lát tích, bìa đỏ, giấy khai sinh, giấy khen, ép chất lượng cao lấy ngay. Tôi chuyên cắt chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô, có cắt được các loại chìa khóa. Ai cắt chìa khóa đây? Thank you.
Mình có tiền mua một cái quạt này. Đi à đâu? Đi à gì? Bố lấy cốc của con. Lấy cốc của con. Đi rửa ra. Mẹ con dùng đũa. Ở đây. Thank you.